Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình mà cuộc điện thoại gọi đến từ Cần Thơ. Alo, xin chào thính giả. Dạ, nhờ chương trình tư vấn giùm em cái vấn đề hôn nhân gia đình đó. Vâng, bạn nói cụ thể hơn đi ạ. Dạ, như vợ chồng em thì cưới nhau như năm 2000. Vâng. Thì đến nay cũng hai mấy năm rồi, nhưng mà trong cuộc sống thì cũng được hai cháu. Mà Vâng. sao vợ chồng cứ bắt hòa hoài vậy đó. À, tức là liên tục từ khi kết hôn đến giờ cứ bất hòa thế à? Hay là gần đây mới như vậy hả bạn? Dạ, liên tục. Bởi vì thì dụ như trong công việc làm ăn Vâng. hoặc là một cái chuyện gì trong gia đình mà bàn là nói qua nói lại là bắt đầu là cãi nhau. Cãi nhau là có khi thì cô ấy bỏ phế công chuyện cho mình em làm. Rồi thậm chí dụ như là em thì lo làm, mê làm, thích làm mà không có thích nhậu nhẹt, thì cô ấy thì cô nói chê em là đàn ông không biết chơi bời hết. À, vâng. Rất là chia sẻ với bạn. Nhiều bà vợ thì suốt ngày kêu ca là ông chồng suốt ngày đi nhậu nhẹt rồi đi bạn bè đúng không ạ? Trong khi đấy bà vợ mình thì lại kêu ca rằng mình chả biết chơi bời gì. Đúng là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Vâng. À, anh Ninh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện. Xin mời ạ. Rồi, xin chào em. Dạ, xin chào anh. Năm nay là bốn mấy rồi em? Dạ, em 45. À, 45. Mà bà xã thì chắc cũng kém chút xíu thôi đúng không? Dạ. Cháu lớn nhất là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 21. Kinh tế hai vợ chồng làm ăn có tạm tạm không? Có bao giờ nó thiếu hụt hụt gì quá không? Có bị... Dạ, kinh tế gia đình thì nói chung là em thì lo làm, tập trung kinh tế, mà vợ em thì nó kiểu như nó làm hôm nay chứ nó không có suy nghĩ đến ngày sau rồi chứ. Thế ừ, thôi phụ nữ mà đã có ông chồng đảm đang rồi thì thôi phụ nữ khỏi nghĩ chứ không rồi. À, thế nhà mình là hai đứa con, một trai một gái hả? Dạ. Các cháu học hành xong chưa hay là vẫn còn đang học? Dạ, đứa lớn thì học rồi, nó đậu đại học mà nó không học, nó nghỉ nó đi làm. Ở nhà. Ừ. Ở nhà có đi làm gì không hay là đợi lấy chồng? Dạ, nó trai nó nhà nó như em làm gì phụ đấy thôi. À, thế hả? Ừ. Ờ, thật ra thế này, chuyện thì nó không phải là mới lấy nhau 5 năm, 3 năm gì để mà mình điên quá, bí quá, không chịu được nữa thì chia tay, đúng không? Thật ra thì hai mươi mấy năm đầu tiên của sau hôn nhân ấy đã chịu đựng được nhau rồi, thì bây giờ chắc là cũng sẽ là bền vững thôi. Rồi hai đứa con rồi, kinh tế thì như mình nói là cũng tạm tạm ổn rồi. Cuộc sống thì ngoài cái bất hòa ra là trong cái chuyện bàn kế hoạch gì cũng mỗi người một ý, không có thống nhất được, đúng không? Dạ đúng. Chứ còn thì cô ấy có chung thủy không? Dạ cô ấy thì em thấy thì cũng chung thủy, nhưng mà có khi thì cũng nói sốc em, nói bỏ ra đi là có bồ liền. Rồi, mình cũng thế, mình cũng bảo là thật ra thì đã chót lấy em rồi, chứ nếu bây giờ anh mà bỏ em thì ra kia cũng có khối cô, ai cũng có thể nói được cô ấy lúc tức ấy mà. Chứ nếu bỏ thì đã bỏ lâu rồi, chứ bây giờ cô cũng chả dại gì. Thật ra thì anh nghĩ rằng là đến cái lúc này rồi thì chúng ta sẽ 8 phần chấp nhận, còn 2 phần cố gắng để cải thiện. Cải thiện ở một chỗ thế này, để cả mình lẫn phía cô ấy đều phải thay đổi, chứ không chỉ một mình cô ấy đâu. Mình phải xác định là trong gia đình nó có, chẳng hạn nó có 10 cái loại việc. Việc nào là cái việc cực kỳ quan trọng, cần ý kiến của cả hai người thì mới bàn. Còn có những chuyện mà mình thấy đúng, mình thấy làm được, mình quyết đi. Không phải mình biết nhà mình nó không phải là cái nhà mà dễ để đi ra thống nhất quyết định, thì sao mình cứ phải đi bàn làm gì nhiều. Để rồi cuối cùng cô không theo ý cô bảo thế kệ, anh thích làm gì thì anh làm, đúng không? Anh ấy bỏ mặc. Chẳng hạn như mình muốn rằng là ở bây giờ đang có một chút tiền ở trên thị xã gì đó, nó đang mở rộng, người ta đang bán đất. Mình cũng muốn rằng là mang mấy trăm ra đấy mình mua được một mảnh đất để coi như đầu tư, hy vọng sau này đô thị nó phát triển rồi mình cũng có những cái kiếm lời. Mình mà bàn với cô ấy sẽ là trời ơi, tiền của mình tự nhiên lại mang lên đấy là ôm đống đất, ngộ nhỡ nó thế nọ, ngộ nhỡ thế kia. Thế xong rồi khi không thống nhất được tinh thần thì cô lại bảo thế thì tùy ông, muốn làm gì thì ông làm, thế thì sẽ mệt lắm. Qua trò chuyện một chút xíu nhưng mà cũng thấy em là người chăm chỉ làm ăn, mặc dù là người nam nhưng mà lại không vướng vào nhậu nhẹt tối ngày gì, chịu khó làm ăn đến mức độ mà vợ phải kêu lên là chả biết nhậu nhẹt gì, đúng không? Dạ. Thế thì mình là người có đầu óc tính toán đấy, thì mình cũng không nhất thiết cái gì cũng bàn. Những cái việc mà quyết định được là quyết định, còn mấy cái việc chẳng hạn như
con bây giờ đấy, có cái thằng ở trên xóm trên nó xuống nó hỏi con gái nó học xong rồi nó không đi học đại học, nó không học nghề, cứ ở nhà luẩn quẩn thế này thôi thì chắc sớm muộn cũng sẽ là gả chồng rồi, vợ chồng nó bảo ban nó nhau nó làm ăn. Chứ ra như nó muốn lên thành phố Hồ Chí Minh, nó đi nó học nghề hay nó đi làm mà mình thì có thể hỗ trợ được. Nhưng bây giờ nó không đi thì thôi cũng không sao cả, các con nó tự quyết định cái cuộc sống của nó. Thì vợ chồng mới bàn. Thế vậy là phân ra mấy việc này, việc tự mình quyết không cần bàn. Anh thấy như thế là đúng và anh cứ quyết đấy. Vì yên tâm là anh chẳng phải mang tiền đi để cho gái hay là anh ăn uống gì đấy cho riêng mình cả. Đây là đầu tư, đây là mua bán. Chẳng hạn như con nó lớn rồi, nhà cả hai vợ chồng với hai đứa con có mỗi một cái xe máy. Cứ lúc mình đi thì nó không có, hoặc là có hôm nó lấy xe của mình đi, mình lại phải đi xe ôm hoặc đi bộ chẳng hạn. Mình bảo mua cái xe máy nữa, anh quyết định rồi, anh đang có 40 cộng với này vay tạm bà nội 10 triệu nữa, mua cái xe 50. Ví dụ như thế, không ai người ta mắng chửi gì mình hay là cãi lộn gì đâu. Đó. Dạ, mà cô ấy cũng không mới quyết định, không có cho, nói là ông làm là tôi không chịu. Không chịu cứ làm chứ bây giờ nếu mà mình quyết định cái gì thì mình quyết định nhằm nâng cao đời sống gia đình mà không chịu thì bây giờ làm gì? Tiền tôi có tôi cầm đây, tôi làm cái đấy chứ tôi có phải đi làm gì đâu mà. Mình phải có cái gọi là cái rắn giỏi, lại cái gì cô cũng không cho. Thế thì mình là người chồng mà cô không cho lại thôi. Thế thì đấy, ở bản thân mình nó cũng thiếu đi cái sự mà rắn giỏi, quyết đoán. Mình thì rất là nhiều điểm tốt, không ăn nhậu, chịu khó làm ăn chơi bời, hiền lành, nghe vợ. Thế nhưng mà chừng mực thôi. Bởi vì ở đây có lẽ là để cho cô lấn át mình cũng một phần là do mình cũng cứ cả nể nhá. Tất nhiên mình không nhất phải vũ phu rồi là phải đánh đập lớn tiếng gì với vợ, nhưng mà kiên quyết hơn một chút, rắn giỏi hơn một chút, dám quyết đi nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho bạn có thêm được bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình nhé. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng bạn cũng sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ rắn giỏi hơn trong mọi chuyện gia đình của mình. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn. Xin chào thính giả. Dạ, em chào ban chương trình. Dạ vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Em có câu hỏi chương trình tư vấn cho em cái gì. Em có thằng con trai sinh năm mà đầu tiên thì cháu nó cũng ngoan lắm, nó cũng chơi bời cờ bạc đâu, thằng em mở tiệm cho cháu. Vâng. Để nó làm nghề nó bán điện cơ đây, là nó đâm vào con đường cờ bạc mà giờ nó nợ cả 400-500, thì em giả cho nó hai đợt rồi, đợt này nó nợ cỡ độ gần 200 nữa, mà em giải quyết như thế nào? Em nhờ chương trình tư vấn cho em tí ạ. Vâng, xin được chia sẻ với chị, con trai 29 tuổi. Vâng. Bạn ấy chắc cũng chưa có vợ con gì đúng không ạ? Có vợ con gì ạ? Vâng, bây giờ thì lại cờ bạc rồi là vay nợ. Lô đề rồi là chơi cái ở trên mạng là bài chú bài thủ gì ấy. À vâng. Và thua nợ rất là nhiều, chị cũng đã trả nợ cho con phần lớn cái số tiền đó rồi, bây giờ thì cũng không biết giải quyết như thế nào. Dạ. Vâng, anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện chị, xin mời ạ. Xin chào chị. Em chào anh Đoàn. Ngày nào em cũng nghe anh tư vấn hay lắm đấy, rồi em muốn mạnh dạn em hỏi cho anh. Em bối rối mà em chẳng biết tính toán làm sao được, mà em chẳng nói được với ai, thì em hiện cái chương trình cửa sổ tình yêu tư vấn cho em đi ạ. Này, thế bố nó đâu? Bố cháu ở nhà. Bố chắc hiền lắm hả? Vâng, bố cháu thì không nói năng gì, bố cháu thì nói chung là mẹ cháu thì hay nói nhiều mà hay gần gũi, bố cháu thì ít nói lắm. Thế bây giờ thì nhà mình có mỗi một cái cậu đấy hay là có nhiều? À hai cậu ạ, một cậu 2001 đúng không? Rồi, đây là cậu lớn đấy, 29 tuổi, chả vợ con gì, chả làm ăn gì, cứ chơi bời cờ bạc như thế. Bố thì hiền, hai vợ chồng nhà mình làm ăn cái gì? Làm nương, làm rẫy hay là có cao su trồng chè? Làm rẫy anh ạ. Thế hả, kinh tế có tạm tạm không? Nói chung là kinh tế em thì cũng được với các anh ạ. Thế mà mới trả nợ cho thằng cu là 200 mấy triệu ấy. Cả hai lần nữa mới mở quán là gần 500 của em. Mà vừa rồi mình chơi tiếp mượn. Nói chung là thôi cũng chia sẻ. Bây giờ việc đầu tiên là thế này. Con nó gần 30 tuổi rồi. Đáng lẽ mình phải buông. Con nó không học hành lên cao. Cho nên thì bây giờ nó phải có nghề có nghiệp. Cũng chẳng nhất thiết phải mở quán mở hàng. Mở quán mở hàng tốn tiền là một, hai nữa là phải là một người có chí làm ăn cơ. Chứ còn mình ở trên đấy mà đã không phải là ở thành phố lớn mà làm quán làm hàng mà lại cứ có được đồng tiền lại theo bạn bè đi cờ bạc lô đề thì rồi cũng hỏng hết thôi.
mà rồi mình thì đến cái tuổi này rồi mà còn suốt ngày đi trả nợ cho con, rồi mai kia đến lúc mình già là mình trắng tay ấy. Đáng lẽ cái số vài trăm triệu ấy mình còn có thể gửi ngân hàng, rồi mai kia các con nó lớn nó lấy vợ nó ở riêng thì vợ chồng còn có một chút vốn để mà dưỡng già, đúng không? Bây giờ mà cứ móc hết ra cho con rồi đến lúc thì khổ nó khổ mình. Cái việc mẹ nói sẵn mà mẹ nó gọi là bảo có ngọt có nặng có, thì thật ra nặng là cần thiết, bởi vì nó không phải lấy đứa trẻ 5, 7, 10 tuổi gì mà cứ ngọt với nhạt được nữa. Bình thường một chàng trai 30 tuổi mà ngày xưa là 30 tuổi là trưởng thành rồi đấy, nếu mà tử tế là có vợ có con, thậm chí có người có hai đứa con, làm ăn đàng hoàng, còn nuôi được bố mẹ ấy. Đúng rồi đấy ạ. Thế nhưng mà con nhà mình nó vẫn cứ là cậu bé như thế, thì bây giờ mình phải đẩy nó ra. Không biết là bố nó hiền lành quá hay là chiều con hay làm sao, nhưng mà thôi thấy mẹ là cũng nhanh nhẹn. Đằng nào thì cũng đầu tư cửa hàng, cửa hiệu rồi, nhưng mà bây giờ nó không thành công rồi. Cứ thà rằng mất đi, còn hơn mình lại bỏ tiếp để nuôi cái cửa hàng rồi. Cuối cùng còn cứ lãi mẹ nó đẻ lãi con, nợ này nó chồng nợ khác. Bây giờ con đi xuống Bình Dương, con đi xuống Đồng Nai, con đi xuống thành phố Hồ Chí Minh. Ở nơi đấy đầu tiên thì cứ đi làm thuê đi đã, làm cái gì để nuôi được cái bản thân đã, đúng không? Thế thì cứ đi đi, thành người đi, rồi quay trở về bố mẹ lo cho con. Đến lúc này là quá sức rồi, con còn ở nhà thì rồi lại nợ thêm, lãi thêm. Còn con đi như thế, con chịu khó làm ăn thì sống. Còn nếu mà vay nợ tiếp để mà chơi lô đề cờ bạc, xã hội đen nó mà bắt được nó, có đánh con thì lúc ấy con hoàn toàn chịu trách nhiệm thôi. Con không còn phải là đứa trẻ lên 5, lên 10 để mà trong vòng tay bố mẹ nữa. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, thôi thì nốt tháng này chẳng hạn, con xuống đi, mẹ chuẩn bị cho con ấy 5, 3, 4, 10 triệu gì đấy, tùy. Đấy, xong rồi huy động trong cái họ nội họ ngoại xem là có ai đang làm ăn ở dưới thành phố ấy. Nếu mà người ta bố trí cho nó ở nhà, người ta đang có một cái xưởng, nó xuống đây nó làm cho chú cho bác gì đấy chẳng hạn, để thì nó cũng đỡ hơn là xuống đấy thuê nhà trọ rồi đi tìm việc lang thang, đúng không? Thế còn nếu những trường hợp nhà mình nó không có nội ngoại, không có bà con cô bác gì, thì cũng cứ như thanh niên khác đi. Nhiều người cũng xách túi ra đi, khoác ba lô ra đi để tìm đường cứu lấy bản thân mình trước, chưa nói đến cứu nước, cứu nhà gì. Đấy là một cái hướng quan trọng nhất. Và thật ra bố mẹ dạy chưa chắc bằng đời nó dạy. Có những bạn ở nhà cứ như thế rồi chơi lô đề, rồi tốn tiền thì mẹ lại mang vàng với mang tiền tiết kiệm với bán cà phê với lại bán trâu bán bò đi để trả nợ cho con. Nhưng mà khi mà đẩy nó ra dăm 3 năm sau trở lại, từ trong câu ăn câu nói nó đã chững chạc rồi, cũng biết vun vén đồng tiền mà tự làm ra thì nó quý lắm. Đi làm cả tháng rồi mới được lĩnh được 7 triệu tiền lương mà, thì tiêu 100 bắt đầu nó cũng nghĩ 100 đây là gần một nửa ngày lương của tao rồi đấy. Nó sẽ khác hẳn với việc tiêu tiền của người khác, đúng không? Không sợ đâu, mình còn dành sức để mình còn lo cái đứa 2001, đúng không? 2001 cũng có học gì tiếp không? Cháu giờ cháu học hết lớp 8 này, cháu đi học nghề rồi cháu đi làm công kịch. Hiện tại thì giờ nó ngoan rồi, biết là mai mốt nó ra ngoài xã hội như thế nào. Ít nhất là lúc này thì cũng chỉ có một đứa, thằng anh là tranh vênh, còn thằng em là thôi không được học cao nhưng mà làm nhôm kính, có lương có lậu. Đấy, phải lao động mà. Cái thằng ấy nó biết quản tiền lắm đấy, đúng không? Xin được của nó 1 triệu cũng khó. Thế thì cu lớn này cũng thế đi, cũng đẩy đi. Đấy, sẽ còn lại mình tập trung mình làm, mình ăn và mình chăm lo cho nhau đi. Hai cái thân già lo cho nhau, có ít tiền tiết kiệm cất đi. Rồi mai kia lúc nào mà nó lấy vợ, nó bảo con cần tiền cưới vợ, lúc ấy mình tính sao. Còn bây giờ đẩy ra ngoài đi, phải lao động đi nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho chị có thêm được cái cách giải quyết cho chuyện gia đình của mình nhá. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo. Vâng, tôi nghe đây ạ. Cô ơi, chuyện là thế này, cháu nó cứ xuống kinh là đau bụng. Dạ vâng ạ. Đau bụng với là đau là chỉ không thấy trời lại đất, một là đau quặn đau kẹo với là đau 3 ngày, xuống kinh xong là ví đỏ. Vâng. Cô, cháu là năm nay bao nhiêu tuổi ạ bác? Cháu 15. Cháu 15, cháu gái của bác đúng không ạ? Vâng, cháu nội ạ. Vâng ạ. Bà rất là quan tâm tới sức khỏe của cháu nội. Xin mời bác sĩ Hoàng Thúy Hải tiếp chuyện ạ. Vâng, xin chào chị ạ. Vâng, bác ơi. Vâng ạ. Tôi đã nghe câu chuyện của chị với cả chị Ngọc rồi ạ. Vâng. Tôi muốn hỏi thêm là cháu nhà chị là nó có kinh lần đầu từ năm bao nhiêu tuổi ạ chị? Cháu
hết kinh những lúc 13 tuổi, là 15 tuổi, đó đang là học 10 hay 11. Vâng. Hành kinh của nó có đều không hả chị? Nó thì đều, nhưng mà cứ lại mà đau thải này đến tháng kinh là đã đau. Vâng ạ, nó đau kiểu đau tái mặt đi xong rồi lăn lộn. Dạ ơi, nó đau là đau hơn đau địa. À thế ạ, vâng. Nói rủi là dạ, bà ơi, đau lắm thôi chứ là ông lại đi lấy đá ngại cứu với nữa là cho tôi tao uống. Thì nó có đỡ không ạ? Thì hắn nó hơi đã thôi chứ còn hắn vẫn đau như đó. À thế ạ, vâng. Đau 3 ngày, 3 đêm. Vâng. Chị ơi chị, thực ra thì con cũng mới có hành kinh được khoảng 2 năm nay thôi ạ. Thế nhưng mà cũng may là nó cũng đã tương đối là ổn định rồi. Thế và chỉ có một cái khó chịu nhất là nó rất là đau. Thông thường thì mỗi chị thì cũng là phụ nữ, chị biết rồi. Mỗi kỳ khi đến kỳ thì bao giờ mình cũng có những cái dấu hiệu rất là khó chịu. Có người thì đau bụng, có người thì căng ngực, thậm chí là nó đau cả ngực nữa cơ. Đấy, rồi khó chịu, rồi mặt thì nổi mụn, rồi một số người thì lại còn lạ hơn, ví dụ là còn bị tiêu chảy, ví dụ như vậy, tức là rối loạn tiêu hóa. Tức là nó rất nhiều những cái biểu hiện khác là do nó thay đổi cái nội tiết ở bên trong cơ thể để chuẩn bị cho đến cái kỳ hành kinh, thì nó bị như vậy. Thì đó cũng là những cái dấu hiệu bình thường. Nó đang đi học mà cô giáo phải điện người để mang về thì mà. Vâng ạ, đúng rồi ạ. Thế thì nó sẽ, những cái trường hợp mà nó bình thường thì nó cũng chỉ có những cái dấu hiệu khó chịu, vẫn có thể chịu được, và đến khi mà hết hành kinh hoặc là hành kinh ra đều rồi, hết ngày thứ nhất, thứ hai thì các cái biểu hiện đấy nó sẽ dễ chịu đi. Nhưng mà có một cái trường hợp ấy ạ, thì nó sẽ có thể nó rất là đau. Đấy là trong trường hợp mà có thể gặp ở những người mà bị lạc nội mạc tử cung chị ạ. Khi mà lạc nội mạc tử cung thì bao giờ nó cũng có cái biểu hiện rất là đau như vậy. Đấy là do là vì lúc này là cái niêm mạc của tử cung nó lại không chỉ nằm ở trong tử cung để nó chuẩn bị nó bong ra để tạo hành kinh, mà nó lại nằm ở những cái vị trí khác nữa, có thể là ngoài tử cung, ví dụ như là nằm ở phần phụ, rồi có người thì nằm ở đâu đó ở trong ổ bụng, thậm chí người ta đã gặp những cái trường hợp khi nó còn lạc ở trong gan hay là lạc ở tầng sinh môn vân vân. Và mỗi một lần như thế thì cháu sẽ rất là đau, đau bụng lắm, đau có những cái trường hợp không chịu được, thậm chí có những trường hợp phải xử lý. Đấy, thế bây giờ thế này. Vừa đi viện khám này thẹn không dám đi, ngủ là... Vâng, bây giờ thì nếu mà thẹn không dám đi thì mỗi một lần như thế thì con sẽ rất là sợ và nó sẽ rất là mệt. Chị nói với mẹ cháu ấy ạ, là đến khi nào mà cháu đến kỳ hành kinh ý, mà cái lúc nó đau nhất ý, hoặc là cái lúc nó chuẩn bị hành kinh, tức là ngày đầu hoặc là ngày trước một ngày, thì mẹ cho nó đi khám đi. Hai mẹ con dẫn nhau đi khám, và đi khám thì không có gì phải thẹn cả. Bác sĩ... Anh bụng là đỡ lắm rồi. Đang ở dưới đề chẳng không đi thì cô. Vâng ạ, nếu mà không đi thì sẽ không thể hết được đâu ạ. Bởi vì như tôi đã nói rồi, rất nhiều những cái trường hợp mà có lạc nội mạc tử cung mà trong trường hợp nó nặng hoặc là nó ở những cái vị trí nó khó thì người ta phải xử lý. Chị nhá, thế cho nên là nói với con rằng là sức khỏe là của con là quan trọng. Chứ còn thẹn hay không thì con có làm gì đâu mà thẹn, ai cũng sẽ có cái bệnh. Và một khi có bệnh thì mình phải điều trị thôi. Bà hãy nói với mẹ nó là mang nó đi xuống bệnh viện chuyên khoa sản. Ở Thanh Hóa có bệnh viện chuyên sản nhi hoặc bệnh viện sản phụ khoa Thanh Hóa cũng rất là tốt, các bác sĩ người ta sẽ điều trị cho con thì nó mới đỡ được chị nhé. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải.